Phật A Di Đà Bằng Đồng là một trong các vị thần có tuổi thọ vô lượng thọ, không thể lượng được tuổi thọ. Ngài là vị giáo chủ của cõi cực lạc phương Tây. Tượng Phật A Di Đà đứng trên hoa sen, lơ lửng trong hư không. Bên dưới là biển cả sóng dậy chập chồng. Mắt ngài nhìn xuống, tay mặt đưa lên ngang vai, tay trái duỗi xuống như sẵn sàng chờ đợi tiếp cứu những người đang trầm mịch. Phật A Di Đà xuất hiện để thực hiện nghĩa vụ phổ độ chúng sinh. Ngài đưa con người thoát ra khỏi những điều khốn khổ trong cuộc sống, hướng về những điều thiện, tránh những cái ác trong cuộc sống. Khi trưng bày tượng Phật A Di Đà trong nhà sẽ có được sự bình an, may mắn trong cuộc sống. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.